Tạo lập quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể sen Huế cho các sản phẩm sen của Thừa Thiên Huế là một trong những biện pháp khả thi tiếp tục khẳng định chất lượng của sen Huế, góp phần nâng cao giá trị thương phẩm tương xứng với chất lượng vượt trội so với các loại sen của các vùng khác. Trong thời gian qua, Hội nông dân tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực như thống nhất logo nhãn hiệu tập thể sen Huế, quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể, nâng cao nhận thức của cán bộ, người dân trong sản xuất kinh doanh sản phẩm nhãn hiệu tập thể sen Huế. Sen ở tỉnh Thừa Thiên Huế không nhiều so với một số vùng khác, nhưng gắn bó rất sâu sắc với đời sống cư dân nơi đây. Đến nay, toàn tỉnh có trên 495 hectare ao hồ trồng sen, sản lượng ước đạt khoảng 1.200 tấn một năm, cho thu nhập từ hạt sen khoảng 50 triệu đồng một hectare, chưa kể các khoản thu từ bán giống, ngó, hoa, lá. Tuy nhiên, việc trồng và chế biến các sản phẩm từ sen đang ngày càng giảm chất lượng, khiến sen Huế đang ngày càng mai một. Nguyên nhân là do phương pháp canh tác của các hộ trồng sen chưa phù hợp trong việc thanh lọc tầng đáy buồng sao cho sạch, giảm thiểu xả rác thải ra hồ sen. Việc bón phân cho sen chưa đúng tiêu chuẩn khiến năng suất chất lượng của sen Huế giảm sút nghiêm trọng. Việc tập huấn kiến thức về kỹ thuật trồng trọt, về giống sen tốt, về chăm bón và bảo tồn giống sen quý của Huế cũng chưa được tuyên truyền phổ biến sâu rộng tới các hộ dân trồng sen. Chúng tôi đã xây dựng một cái hệ thống cái phiếu điều tra để tiến hành điều tra khảo sát cái việc trồng sen và những cái nội dung liên quan đến cái hoạt động sản xuất của cây sen cũng như là cái việc chế biến cũng như là kinh doanh để nắm cái thực trạng cái tình hình sản xuất kinh doanh và chế biến cây sen trong thời gian qua. Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu sen Huế, tạo thương hiệu đủ mạnh cho sản phẩm sen Huế là một trong những biện pháp khả thi tiếp tục khẳng định chất lượng của sen Huế, đưa sản phẩm sen ngày càng đi vào tâm thức của người tiêu dùng, góp phần nâng cao giá trị thương phẩm tương xứng với chất lượng vượt trội so với các loài sen của các vùng khác. Xây dựng và quảng bá thương hiệu cho sen Huế cũng là việc làm thiết thực nhằm bảo vệ các đặc sản địa phương hiện nay. Đến nay thì cơ bản các cái nội dung công việc đã đi vào giai đoạn hoàn thành, để đến tháng 12 năm 2021 này chúng tôi sẽ bảo vệ và chúng tôi đã nộp đơn và được cục sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn hợp lệ và trong thời gian ngắn thì chúng ta sẽ có cái nhãn hiệu tập thể sen Huế. Với mục tiêu đó, từ tháng 5 năm 2020, Hội nông dân tỉnh được Ủy ban dân tỉnh giao thực hiện dự án tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể sen Huế cho các sản phẩm sen của tỉnh Thừa Thiên Huế. Với các nội dung cần làm rõ, đó là tính đặc trưng của sản phẩm sen của tỉnh Thừa Thiên Huế, tạo lập và bảo hộ được nhãn hiệu tập thể sen Huế cho sản phẩm sen của tỉnh, xây dựng được hệ thống công cụ phục vụ quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể sen Huế, xây dựng mô hình tổ chức quản lý và khai thác nhãn hiệu tập thể sen Huế trên thực tế. Từ đó, nâng cao giá trị thương mại sản phẩm sen của tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ cho hội nông dân tiến hành các cái thủ tục bảo hộ cái thương hiệu sen Huế và để đưa cái sản phẩm này trở thành một sản phẩm chủ lực thực sự thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các cái thành viên sử dụng nhãn hiệu sen Huế xây dựng được cái bộ nhận diện thương hiệu cũng như là hệ thống mẫu mã sản phẩm và hệ thống các cái tiêu chuẩn chất lượng để đưa sen Huế trở thành một cái sản phẩm mà được sự tin dùng của khách hàng. Để quản lý việc trồng sen sao cho sản phẩm sen Huế xứng đáng với niềm tin của người tiêu dùng thì việc cần có một quy chế quy định cụ thể về tiêu chí, phương pháp chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, chế biến sen Huế là việc làm cần thiết. Các quy định chi tiết trong vấn đề sử dụng nhãn hiệu sen Huế để hướng dẫn các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh sen Huế, sao cho sen Huế thực sự là sản phẩm danh bất hư truyền, góp phần trở thành sản phẩm đặc sản có giá trị kinh tế cao của tỉnh Thừa Thiên Huế.